Xin kính chào số nhà đồng sáng lập tổ chức Win the Win. Xin kính chào quý anh chị em trợ giảng cùng quý anh chị em trong lớp học khóa A06 bước nhảy lượng tử. Tôi 1303 A06 Phường Nguyễn Công Huy. Hôm nay tôi xin chia sẻ về những cảm nhận của mình trong khóa học suốt 20 ngày qua. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với tổ chức Win the Win, đến với những nhà đồng sáng lập để cho tôi một khóa học thật tuyệt vời. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu vào học, thực sự mình cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ và chán nản, nhất là phải thức 4 giờ sáng để dậy để chuẩn bị. Đây cũng là một trong những cái thử thách rất là lớn đối với tôi, nhưng mà mới nói thật là nhanh. Để 20 ngày trôi qua và tôi đã làm được việc mà từ xưa giờ mình cảm thấy khó khăn và gần như làm không được. Rất xin cảm ơn những nhà đồng sáng lập và nhất là tổ chức Win the Win để cho tôi sự thay đổi to lớn. Lời thứ hai, trong ngày hôm nay tôi đã được học được những bài học rất ý nghĩa, nhưng đối với tôi điều quan trọng và sâu sắc nhất đó là sức mạnh. Ba nguồn sức mạnh. Thứ nhất là nguồn sức mạnh đến từ sự sợ hãi. Chúng ta chỉ khi nào rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn thực sự thì và tạo cho mình sự áp lực thì lúc đó tiềm năng và khả năng thực sự của mình mới được bộc lộ. Và chính bản thân tôi cũng đã trải qua một năm 2020 rất là nhiều biến cố xảy ra. Tôi cảm thấy cái điều đó thật sự là đúng. Nguồn sức mạnh thứ hai đó là nguồn sức mạnh đến từ lòng yêu thương. Thực sự là tôi cảm thấy cái sức mạnh đến từ yêu thương là một trong những sức mạnh rất là tuyệt vời. Bản thân tôi hiện thực sự là mình cũng cảm nhận và hiểu được tại sao mình chưa giàu có và chưa thành công, bởi vì mình chưa thật sự yêu thương và chia sẻ hết giá trị cho nhiều người và những người sống xung quanh mình. Mình tạo chưa được tạo sự ảnh hưởng và truyền động lực cho mọi người nên mình chưa thành công và chưa giàu có. Và nguồn năng lượng thứ ba đó là sức tưởng tượng của mỗi con người. Chỉ khi nào chúng ta tưởng tượng và hình dung được cái tương lai viễn cảnh của mình thì thế giới bên ngoài chúng ta nó sẽ giống như thế đó. Thật sự là những cái bài học này giúp cho tôi suy nghĩ và chiêm nghiệm lại thật sự là chính xác. Hơn ai hết, chính bản thân tôi cũng hiện tại là một người giáo viên, cũng hiện tại là một thạc sĩ, nhưng có những cái định hướng và những cái suy nghĩ của mình vẫn còn hạn chế. Và hôm nay ngày cuối, cũng gần ngày cuối, tôi xin lời muốn nói xin cảm ơn anh Vũ Hồ Lợi, huấn luyện viên trưởng, thuyền trưởng Vũ Hồ Lợi, huấn luyện viên trưởng trong khóa học bước nhảy lượng tử anh Nguyễn Huy Hoàng, và huấn luyện viên trưởng anh Hoàng Trần Hiếu, và đã cho tôi và các anh chị em học viên trong khóa học A06 những bài học thật bổ ích và ý nghĩa, và để giúp cho tôi thay đổi và tăng trưởng hơn rất là nhiều. Một lần nữa tôi xin cảm ơn thật nhiều. Thứ hai, xin cảm ơn những anh chị em trong đội 11 và nhất là những anh chị em trợ giảng đã luôn động viên, hỗ trợ và giúp đỡ tôi. Thứ tiếp theo là xin cảm ơn người đỡ đầu trực tiếp của tôi là anh Hồ Đức Vĩnh đã cho tôi biết đến cái cơ hội này cho tôi có thể học tập và tăng trưởng mình hơn. Có thể tương lai tôi có thể là đồng hành hoặc là không đồng hành và phát triển cùng tổ chức, nhưng đối với tôi những cái trải nghiệm và sự học hỏi trong 20 ngày qua là những bài học thật tuyệt vời và bổ ích cho tôi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn rất nhiều.